Con đang dùng thuốc ấu trùng sán lợn. Hiện con đang thanh lọc khóa. Xong về có nên dùng thuốc nữa hay không? Thưa quý vị, nếu như chúng ta thực tập một cách nghiêm chỉnh chương trình thanh lọc này 2 đến 3 chu kỳ liên tục thì nó sẽ giúp cho chúng ta đào thải ra hết tất cả những ký sinh trùng ở trong đường ruột, trong máu của chúng ta cũng như thậm chí những cái ấu trùng ở trong cơ bắp của chúng ta. Kể cả những người bị bệnh ung thư, rối loạn chuyển hóa nặng mà thực tập 3 tuần lễ đã thấy sự chuyển hóa ít nhất là 50% rồi. Thành ra thực tập nghiêm chỉnh, tất cả những người mà đã có những bệnh nan y như vậy thì thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ có kết quả. Cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi thường nhắc, không riêng cái bệnh này mà đối với tất cả các cái bệnh khác cũng vậy. Khi chúng ta thực tập xong đúng đắn, chúng ta thành công, tức là chúng ta trở về phục hồi lại cái chức năng của mình rồi, thì chúng ta phải ghi nhớ và thực hành cái điều sống tốt tới cho chúng ta như thế nào cho nó đúng đắn, cho chúng ta không có trở về với những cái thói quen tập khí cũ. Những người bị sán lợn hay là sán giải bò là những người hay ăn nem, ăn chả, ăn thịt sống, thịt bò, thịt heo, vân vân. Thì như vậy là đó là riêng với cái bệnh sán giải bò, sán giải heo thôi. Còn đối với tất cả những bệnh khác cũng thế. Mà chúng ta cần phải ăn uống một cách có chừng mực, chúng ta cần phải ăn uống một cách đúng đắn, hay là chúng ta cần phải sinh hoạt nuôi dưỡng mình một cách đúng đắn toàn diện thì chúng ta mới có thể thoát được khỏi bệnh và tật của mình, chứ không phải chỉ có thời gian thanh lọc 5-3 tuần là sau đó chúng ta quay về với thói quen tập khí cũ của mình.